quý vị và các bạn, bố trí hàng trăm chỗ ở ngay trong khuôn viên nhà máy, tăng mức lương lên 200% cùng nhiều đãi ngộ khác cho mỗi công nhân tình nguyện ở lại công ty không về nhà để tránh lây lan dịch bệnh. Đây chính là những biện pháp chủ động đi trước một bước của công ty trách nhiệm hữu hạn Hamaden Việt Nam ở khu công nghiệp Thăng Long 2 trong phòng chống dịch COVID-19. 53 container hoán đổi thành phòng ở này được công ty Hamaden Việt Nam đầu tư 500 triệu đồng thuê về từ Hải Phòng. Từ ngày 5 tháng 7, đây là nơi lưu trú cho 200 nam công nhân của công ty. Cho dù có một số bất tiện, nhưng so với các phòng trọ chật hẹp, nóng bức thì những căn phòng di động như thế này còn thoải mái hơn nhiều. Em rất là vui và yên tâm khi công ty tạo điều kiện cho bọn em cái môi trường làm việc và môi trường tránh dịch cái thời điểm hiện tại là rất là tốt. Còn đây là ký túc xá cho 260 nữ công nhân của công ty. Từng vật dụng cá nhân cho đến nhà tắm, máy giặt wifi công cộng, máy bán hàng tự động đều được công ty trang bị mới. Để khuyến khích công nhân ở nội trú, công ty quyết định tăng 200% lương cho những người tình nguyện ở lại. Ngoài ra, mỗi ngày ở lại, mỗi công nhân sẽ được hỗ trợ thêm 200.000 đồng, được cung cấp miễn phí 4 bữa ăn trong ngày. Ở trong công ty thì nó cũng sẽ an toàn và đảm bảo hơn. Và cái điều kiện công ty tạo cho thì thực sự là bọn em cảm thấy rất là thoải mái và rất là yên tâm. Có như là như ở nhà luôn ạ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hamaden Việt Nam hiện có trên 1.800 lao động, trong đó hơn 460 công nhân đang ở các khu vực giãn cách xã hội tình nguyện, ở lại công ty, không về nhà nhằm tránh lây lan dịch bệnh. Đây cũng là phương án đề phòng cho trường hợp nhà máy bị phong tỏa thì hơn 460 công nhân này sẽ là lực lượng tại chỗ đã được đảm bảo cách ly an toàn để tiếp tục duy trì sản xuất, không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Tổng kinh phí của đợt hỗ trợ dự kiến thực hiện trong 21 ngày này là trên 9 tỷ đồng. Với công nhân viên ở lại công ty, chúng tôi đảm bảo cuộc sống sinh hoạt đầy đủ như ở nhà. Mục đích của chúng tôi nhằm thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch của tỉnh Hưng Yên và cũng là đi trước một bước phòng tránh rủi ro, gián đoạn sản xuất do dịch bệnh, duy trì sản xuất và tốc độ tăng trưởng, cũng như đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Hưng Yên. Cho dù phải tăng thêm chi phí, tăng thêm trách nhiệm quản lý, nhưng có thể thấy đây là biện pháp chủ động linh hoạt sáng tạo nhằm ngăn chặn từ xa nguy cơ lây lan dịch bệnh vào doanh nghiệp, là hành động tự cứu mình trước khi trời cứu. Qua đây cũng cho thấy doanh nghiệp này vừa có trách nhiệm xã hội cao, vừa có chế độ đãi ngộ tốt cho người lao động.